Lâu rồi thì nhà mình cũng không có ăn hủ tiếu, cho nên hôm nay mình sẽ làm hủ tiếu trộn, hủ tiếu khô đó mọi người. Bây giờ thì đi trộn hủ tiếu thôi. Nhà mình thì thích ăn hủ tiếu nó hơi mềm mềm một tí, cho nên trộn nó lâu một tí. Còn đây là ông xã mình đang trộn nè mọi người. U cha cha, tại sao mà nó dính như vậy nè. Dính thì dính vậy thôi, nhưng mà cái linh hồn của món này là cái nước trộn hủ tiếu nha mọi người. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhà mình thì làm cho thêm sốt cà chua, bên cạnh là có thịt bằm ở trong đó nữa, hành tỏi, và cho một chút xíu bột năng cho nó sánh sánh lại lúc mình trộn thì nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Topping thì nhà mình hay ăn tôm nè, mực nè, với lại thịt gà, tại vì con của mình thì rất là thích ăn thịt gà. Còn đây là nồi súp. Vì ăn hủ tiếu khô cho nên mình nấu cái nồi súp nhỏ lắm mọi người, nhưng mà nhất định là phải bỏ cần tây nha. Cái mùi đó nó giống mùi hủ tiếu ở Việt Nam đó mọi người. Còn bây giờ thì mời mọi người ăn chung với vợ chồng mình nha.